nhỏ này. Bao nhiêu số này? Ôi này được nữa này anh em, 400 này được thêm cái gì nữa này? Bóc đồ. Cái dị thường của mình là cái nhảy ra giữa. Ôi thêm đồ này. Đồ on. Vãi. May quá hôm siêu cô rồi. Đỡ hỗ trợ. Hơi chết não xíu. Dép chết. Mình nghĩ cái tộc hệ này này, ai muốn level cao là phải master cái tộc hệ này này. Master cái hóa chủ này này, cái hóa chủ này win cũng được, lưu cũng được anh em ơi. Điệp lắm. Điệp cực. Thiếu đúng con sinh dịch. Cuồng đao này. Cuồng đao Rinata à. Học viện kim long lấp lánh. Cuồng đao bùa đỏ. Hóa chủ win gì không? Thì sao? Cuồng đao bùa đỏ được nha. Giữ gì? Hay đánh đánh con này ba nhỉ? Đánh Raven không anh em? Đánh Raven 3 được không? Đánh Raven 3 nhá. Game sau đánh thần tài sau nhá. Cống hiến quá, hai con reo luôn này. Xong rồi đồ game Raven đồ đẹp cơ. Raven 3 nhá. Có thứ ok không? Mình sẽ tích 10 tiền ra này à. Bán 3, 2, ok. Ê, có cách nào mình vừa chinh phục mà mình vừa hóa chủ không? Nhà này level 4. Nhà này, hồi nãy mình bán con gói ấy uổng quá nhờ. Mình 4 trên 10 số à. Sao ném gãi đó? Sao ném gãi đó? Chinh phục. Chinh phục là mình phải win chit à. Võ sĩ lồng sắt. Tướng võ sĩ lồng sắt nhận hút máu. Ồ kịp để lấy hút máu cho Raven đúng không? Kịp lồng sắt để lấy hút máu cho Raven. Hay mình kịp 6 lồng sắt không? Sao anh không nhặt điều mà nhặt kiểu gì? Nhặt ấy hả? Ô nhìn mạnh á. Mạnh. Nhưng mà càng nhiều chinh phục là càng nhiều mức cộng dồn mà. Đơn. Anh Cường ơi. Anh Cường thách đấu ơi. Ồ, càng nhiều võ sĩ lồng sắt là càng nhiều sát thương chuẩn anh em. Ồ. Vậy là mình sẽ kịp, trận này mình không kịp chinh phục nhiều nữa anh em ơi. Mình sẽ kịp nhiều đoạn đầu game thôi, đoạn cuối game mình kịp nhiều lồng sắt nhé. Để xem con Raven sát thương chuẩn kinh khủng có nào. Bắt mấy con một tiền vào đi. Slow roll nhé anh em nhé. Slow roll nhé. Roll chill nhé. Nhẹ lối riêng à. À game đấu đầu tiên anh chàng này chọn lối riêng à. Anh chàng này đi. Đây lối riêng mạnh đấy. Châu thế. Châu television đấy. Mỏi tay thế. Từ từ chưa mạnh nhưng mà từ từ tí nữa mới mạnh. Nếu Raven đang có một điều xoay, cường hóa cho tay nó sẽ phóng ra cái tiếp. Khi đánh trúng kẻ địch, kích hoạt những điều xoay. Ok hiểu. Vô cực có luôn, vô cực thú tượng. Hay là cung xanh nhỉ?
Tôi nghĩ là mình làm cái thú tượng trước nhá. Thú tượng vô cực đi nhờ. Gì cũng ngon. Nhà để nấu sĩ gì ngon em ơi. Ừ nhờ tí mình kịp sát thương chuẩn thì không mà nghỉ diệt được á anh em ơi. Ui Raven rồi, Raven rồi. Mà sao mình roll ra ít Raven vậy? Sao mình roll ra ít Raven vậy anh em? Sĩ đồng sắc chinh phục. Hồi máu nhận tiền đủ các bạn nhận. Hút máu toàn phần nhận thêm 20 vàng mỗi lần đầu tiên các bạn. 3 á, 3 đánh 6 chinh phục à. 3, bị lấy 3 đến 6 chinh phục anh em nhé. Này không ngon rồi. Em không có thú, giờ không có thú bây giờ cũng chả có nào cầm. Cái này 10.000 máu á hả? Đây đi. Xong giờ mình 3 sao xong mình sẽ up cấp mình kịp thêm chinh phục sau. Sự quen với cả con quần què kia đúng không? Con này đây với con số quen 36 trên 65. Khi tướng chinh phục tham gia hạ gục cho cộng dồn sau khi kiếm đủ chinh phạt rỡ rương, tướng chinh phục nhận thấy sức mạnh công kích. Ok chịu anh ý ơi, mở quà đều ra khá nhiều anh em ơi. Mò ba rồi. Mò ba rồi. Bố mới có việc. Bố mới có việc. Việc, 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 việc điếp. Ai? Mò ba của tôi. Mò ba tôi ra vần 2, ok. Mò ba tôi ra vần 2, ok. Ui giời, tôi luôn rồi. Mùa mới thế này vừa rồi, mùa mới hay vừa rồi. Ủa hay nha. Đẳng cấp nha. Ui em biết xe của bé ai da. Bệ binh nè. Mất luôn rồi, mất hết. Mất hết rồi, còn gì đâu. Cho ra đó, cho ra đó. Bóc đồ. Đằng tay à. Bóc đồ hả nè. Đồ trai. Không, mình muốn lắp cung xanh đó anh em ơi. Thực sự phải là một cung xanh đó. Raven ra nhiều tốt rồi. Đây. Mùa mới nhưng vẫn chơi reroll à. Nhớ mùa cũ à. Reroll 7 con rồi. Lobby cũng nhiều nhà roll 3 sao, cái gì ngon quá. Ê. Gì đây? What the fuck? Rini lướt tới cái mình sai nhất à? What? Ê, tỉnh ngủ luôn á. Bịp vậy. Bịp thế. Mất chuỗi luôn. Mất hết rồi đó. Ui, con ông có mang ra 2 luôn rồi. Vãi. Gặp luôn. Đường ra trận. Mang ra 2 dây. Hammer 2, what the fuck. Đường thương đâu đầy ải nhân gian. Ai chưa qua không phải là đường. Sao con Raven này cảm giác đuối đó, nhờ đấy nhờ. Ây da. Phải 6 chinh phục đấy. Mình phải lên mau lên 3 sao mà còn lên 6 chinh phục cái. Cái lõi này bịp quá anh em. Sau khi gây 60 sát thương lên tướng nhận một rương chứa tướng bậc cao. Sau này ra một đống 5 tiền, hang giết ngoài. Cần này có lên ra đây rất bao. Liona đây rất có đồ. Bạn bả đi đi mọi người. Sứ giả. Mình có 6 sứ giả này. Nhà mình có 6 ấy rồi này. Chậm quá, chậm quá, chậm quá.
Một con Raven nữa à, xong lên 7 à. Bù đỏ giáp lửa, ừ nhờ. Lắp hết anh em ơi. Phong cách đánh giả mà. Phong cách mid fit anh em ơi. Cường hóa ô chính giữa. Tướng tiến hóa dị thường sẽ rơi ra hai vàng sau Nico. Nico không cần lắm, Nico ta xong mình roll rồi. Roll Nico trước. Cái gì đây? Chọn. Fuck. Khó nhờ. Áo tròn. Cho tạm này chứ anh em nhé. Nhìn hơi ngu xíu nhưng mà tí mình đổi. Tạm đi tạm. Tí mình đổi cho con khác cầm vậy. Áo tròn bùa đỏ. Nhà này cũng ra cách linh luôn rồi. Con ấy đâu ta. Nào. Ôi vừa ấy xong thì ra Nico à. Mình không có thuộc số của cái này ấy chứ. Chứ mình thuộc là mình cho này cầm Nico rồi. Raven. Ê mình xếp hàng trên không? Mình xếp hàng trên không? Mình xếp Raven hàng trên không? Clutch không? Clutch game minh không? Giờ nhặt BF anh em. Chinh phục à? Không có BF à? Nhặt bún rồng nhá. Cái này như kiểu bánh ngọt cái nhờ anh em nhờ. Có đập đồ. Như kiểu bánh ngọt cái nhờ. Đấy giờ mình đập giáp lửa không hay đập bù đỏ không? Bù đỏ thì hư. Phới cái này à? Bù đỏ thì phới cái này. Nhìn mạnh thế. Anh em ơi, sao nhìn này mạnh vậy? Sao nhìn này mạnh vậy? Mình phải lên thẳng thẳng 8 rồi. Bù đỏ là lõi 1 không đọc được hỏa cuồng nhân. Không đọc được chứ. Trận này mình roll hơi đen á cho nên mình bỏ qua một đống tướng. Rất là modern. Wow. Wow. Khi tung chiêu lần này nhảy tới cái địch và làm chọn một. Từ nhá. Trông có vẻ là hơi tung chiêu lần đầu à. Làm sao nhờ, từ làm sao để con này có thể nhảy được ra sâu nhờ. The fuck. Gì đấy? Nhảy ra giữa à, có áo tròn à. Có cách nào nhảy tại chỗ không ta? Từ nhá, làm sao nó nhảy tại chỗ đây em? Có áo tròn thì nhảy được nhưng mà phải làm sao nhảy đẹp đẹp đúng không? Nhìn chôn TV đấy nhỏ, nhìn nó giống chôn TV đấy nhỏ. Bùa đỏ là cái bùa đỏ cái mình cần á. Cái mới cái lõi một của mình. Sĩ lòng sắt. Hoảng sợ. Nhảy ra giữa là hoảng sợ.
muốn ăn tròn rồi. Hay hút máu. Ừ được 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 mạnh 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 mạnh. Ủa đỏ lõi một không đọc được anh em ơi, lõi một mà. Hay là cái ủa cái lõi một là chỉ tính thiêu đốt luôn đúng không anh, chứ phải là thiêu đốt từ bùa đỏ đúng không, là vẫn đọc được mà đúng không, đúng không anh? Nhỏ này. Bao nhiêu số này? 400 này để ra một con này rồi hả? Really? Ước cấp kỳ cảnh binh rồi. 6 chinh phục. 300 à, 300 à, uống ngon, uống chanh vậy nên chỉ tính ra là... Hình như cứ đồ thiêu đốt là tăng thêm, vậy là mình lắp giáp lửa đúng rồi. Đúng không? Vậy là lắp nhiều đồ đốt được, lắp quỷ thư được luôn đó chứ. Đâu có dư đâu. Ồ, mình không bán đây nó lắm, biết đâu đi chợ mẹ nó ấn chinh phục. Giữ đây rớt nhá. Ngon chứ, 5 chấm mà có 5 tiền 2 sao free luôn anh. Xong đoạn, hồi nãy đoạn kia mình còn nở được một con ấy cơ. 366 rồi này, để mình xem nhá. Mình xem cái, móc cao được cái gì. Nhảy ra giữa hoảng sợ tốt, có áo choàng. Đứng góc này đẹp, đứng góc này không bị mất áo choàng. Hay, vẫn đang bổ, rêu đang cover tốt. Rumble rải tên lửa trước khi chết, dép lửa vẫn đang đốt từ loại 1, cách linh bắn nhưng mà vẫn chưa mất áo tròn, vẫn đang ném rìu liên tục rồi. Hay. Tưởng chôn nhưng mà lại thành hay, người ta tính rồi, sợ luôn anh em không phải lo nhá. Có áo tròn em xong mới lấy đó đi. Có áo tròn mới lấy đó đi. Dây à. Một thích nghi à. Kịp ẩn chính à. Ẩn chính Nari nhá. Ê ẩn chính Tom Ken nhá. Rumble này, Rumble siêu đốt. Ôi này được nữa nè anh em. 400 lại được thêm cái gì nữa nè. Bóc đồ. Ôi. Cái thế lấy thịt đen người à. Bóc đồ, con này sắp 2 rồi. Chắc mình cho Mordor cầm cái vương miện. Ê cầm mũ thích nghi đi. Ui random đồ. Đồ này đúng vậy. Lấy đồ AB cho Rumble á. Rumble của mình là Rumble siêu đốt anh em nhá. Ê tính ra lõi 1 nó có kết hợp với cái chiêu của Rumble không anh em. Lõi 1 là thiêu đốt gây thêm 50% sát thương, nhưng chiêu của Rumble là gọi xuống và gây vết thương sâu và 1% thiêu đốt, có tính không? Này mình thấy có sát thương chuẩn anh, chuẩn gì ở đây nè? Khó nhờ. Cứ có đốt là được à? Rồi xong Rumble đâu chết rồi? Nhìn này đánh cái gì đây? Rumble chết rồi anh em, đang đốt mà. Raven nhảy ra giữa hay. Biết Raven nhảy chưa? Ê tính ra ngon quá chứ. Lấy loại này để Rumble ngon vãi. Cái này không? Cái này nhá. Full name không? Full name đi. Nhìn này Mayhe 1. Này 2 à. Nhìn này không có vị anh ơi. Không có vị nhá. Mình có đập đồ à. Ra bên nhảy ra giữa. Raven 5.001 đam một nhưng mà găng lăng găng bằng đẳng 2 lại 4.001 đam á. Tính ra bài này luôn cả găng lăng 3 mạnh lắm anh em ơi, nhưng mà nãy mình có Nico này, nãy mình phải bán mình luôn. Sao Raven lại ở giữa cái dị thường của mình lên? Cái dị thường của mình là cái nhảy ra giữa. Ôi xem đồ này. Nana sò cho con này nhá anh em nhá. Nana sò cho con Mordor Kaiser nhá. Nhiều đồ quá. Ê, tính ra đánh bài này chủ win mạnh vãi. Ê. Diệt ngon, diệt đánh nhà này, lắp hai diệt, lắp diệt luôn á. Có tháo đồ, tháo cái khăn ra không? Tháo khăn ra nhá. Diệt cái này, bùa đỏ.
Đập khăn luôn nhờ, hay cho này đập khăn luôn đi. Hay ngủ đi. Nhiều đô quá nhờ. Ông này có cái gì đây? Quá kỹ bất ổn đâu ra vậy? Yếu đi. Yếu đi. Chuẩn bị 600 rồi này. Ừ, 300 số, 5 chấm bác con 5 tiền 2 ra, 2 sao ra. OB vãi hò, tầm này 5 tiền 2 sao con này cũng mạnh hết. Bút rồng bên đây, ok. Rồi lấy bùa thôi. Đừng nghiện nữa, đừng nghiện bộ cũ nữa. Con găng lan kịp vô bài này đẹp quá anh em ơi. Cái form này kịp găng lan mạnh quá. Con găng lan đao này cũng gây được nhiều đam. Mình không có thêm một con chinh phục nữa nhờ, để mình xem số 8 chinh phục ra gì. Đồ on vãi. Cái gì đây? Raven Rumble 7.5 đêm. Raven là màu tốt. Model 1 sao mà không biết làm gì vậy. Bà mình Model này, bà mình nó làm gì đâu anh. Áo tròn ngon, ui áo tròn này 2 luôn còn ngon thế. Nó cấp cảnh bên hoặc phù thủy. Cảnh bên hay phù thủy là kịp Libran. Cảnh bên là kịp con Kathleen hoặc Vi. Sao đánh như kiểu biết hết rồi vậy à, biết gì đâu. Ơ, em sao có biết gì đâu. Cứ chơi thôi chứ có biết gì đâu. Chết rồi, cái áo tròn này trai. Cho tạm TF anh em nhé. TF sư nhé. Cho tầng 3 Maca đúng không. Nên là mình phải đợi đồ nhặt cho găng lăng. Nhìn mạnh đó. Ui mạnh này. Ông hút máu ác vậy. Từ nhá. Chết rồi, mình cho con Raven nhảy thì bị ông này counter à. Ông này cứ giọng liên tục vào mỏ à. Sắp siêu cô 3 à. May quá ông siêu cô rồi. Đỡ hỗ trợ. Lóc tăng xong rồi chèn xuống không? Có cách nào lóc tăng để chèn xuống không? Chèn xuống sâu à. Nhảy ra sâu à. Hay. Ôi tí thù à. Roll bùa đi à ho. Chắc bùa nhá anh em nhá. Không roll bùa nhá. Chắc nhá. Chắc bùa à. Cảnh binh đúng không. Kiểu cắt linh. Kiểu cắt linh là đẹp nhất. Cắt linh học bi anh em ơi. Cắt linh học bi là đẹp nhất. Súng hỏa ngục tiếp đi. Full đam. Nổi loạn phục kích rồi. Không phải làm gì. Sĩ đồng sắc. Hay kịp kịp bố họ sĩ đồng sắc đi. Được rồi. Con Raven mình đâu rồi? Ông này mạnh thế nhờ? Từ nhá. Như này đủ form rồi đúng không? Từ. Hơi tích nạo xíu. Giáp chết. Vãi.
Nhất chết rồi. Level 11, level 2 sao có giết chết rồi. 26 máu. Hát rồi đấy. Hát rồi đấy. Hát rồi đấy. Đi ha. Đi. Bốn võ sĩ lâm sắc tốt. Ừ nhờ sao mình không bi để mình lấy cảnh binh nhỉ. Biết xe 2 đủ không? Đánh binh đi. Lóc vẫn phải lóc, vẫn phải chuyên nghiệp. Đây không để làm gì. Cái gì đấy lóc lên phụ. Pin nào, pin nào. Mình chưa model 2 đấy. GG. Nhưng mà ông kia ép luôn, ông kia không cho mình nở ngàn số vậy. Để test cái. Anh em ơi đánh baby đừng ép ép. Để test cái, để test coi hiệu ứng hay gì đã. Trời ơi.